Tôi đang mặc một chiếc áo giống hệt một chiếc áo của bố. Các bạn có thể thấy cái kiểu áo này nó xuất hiện ở trong cái việc là các bác hay mặc, các bác lãnh đạo hay mặc rất rất nhiều. Và trên tay đây đang có một cái mùi hương cũng có thể liên quan một chút đến cái chữ áo của bố. Đó là Like Father and Like Son của nhà Elgan Soul. Một trong chai nước hoa tôi đã từng review ở trên TikTok rồi. Nhưng mà trên đó thì tất cả nó rất là nhanh. Nên là nếu như ông nào xem TikTok rồi mà các ông vẫn đang lăn tăn, quan tâm thì video này sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy của các ông. Còn nếu như mà bạn chưa từng thử qua em này thì mình nghĩ rằng đây là một trong những chai nước hoa các bạn nên thử vào năm 2023. Và mình cũng rất là tâm đắc, tại vì mình thấy rằng là những cái sản phẩm của nhà Elgan Soul ấy, đặc biệt là những cái chai nước hoa mùa hè mình recommend thì các bạn ấy, cảm giác nó rất là phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Cảm giác như ông kiểu Tây Ban Nha làm kiểu khí hậu nó vô cùng giống Việt Nam ấy. Không biết là bên đấy thì ở có sướng không nhỉ? Đây để đợt tới thì có khi book vé đi thử xem thế nào. Thôi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau ngồi đây và tìm hiểu về mùi hương này như thế nào nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về concept của mùi hương này. Like Father and Like Son, hay là mình dịch ra tiếng Việt đó là cha nào con ấy, của nhà Elgan Soul được ra mắt vào năm 2023, vừa mới đây thôi. Và mùi hương này thì ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm, đó là ngày của cha. Và theo như Elgan Soul có nói, đây là một trong những mùi hương để củng cố tinh thần cha con hơn. Và các bạn cũng có thể thấy được cái hơi hướng đó được thể hiện ngay trong phần thiết kế của chai. Các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần nắp chai, nó như kiểu một cái bản đồ hướng đi như thế này, rất là dễ nhìn đúng không? Ở bên phải thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó là đi thuyền, là leo núi, rồi vào rừng, sau đó sẽ là cắm trại. Và cái phần nắp này nó hoàn toàn là một cái nắp gỗ, nhưng mà được hoàn thiện rất là chỉn chu và kỹ lưỡng, chứ nó không phải kiểu rẻ tiền như cả một vài cái thương hiệu khác nhá. Ở trong này là một cái lõi nhựa để có thể giữ cho cái phần chai và phần nắp nó không bị tuột ra. Và ở cái phần thân chai thì hoàn toàn được vẽ bằng những cái họa tiết rất đáng yêu, dễ thương. Và gần như rằng đây là một cái tờ giấy mà đứa trẻ vẽ nên những cái ký ức, những cái hình ảnh đẹp đẽ giữa bố và con, từ việc là đi lên núi này, xong rồi đi lặn, rồi đi cắm trại nằm ở ngoài biển tắm nắng bla bla các kiểu. Phải nói rằng là lâu lắm rồi mình mới thấy có một chai nước hoa nhìn thôi đã thấy đẹp và rất đáng yêu. Và cái nét vẽ nó cũng rất là ngây ngô ấy. Nên là với cá nhân mình thì khi mà mình nhận được chai nước hoa này mình đã khá là bất ngờ. Và đặc biệt một điều nữa nhá, đó chính là về cái phông chữ của Elgan Soul đợt này nó có làm cũng có phần khác hơn so với những cái phông chữ khác. Các bạn nhìn thấy Like Father and Like Son không? Tóm lại là đẹp chứ, quá đẹp. Về phần vòi xịt của em nó thì mình sẽ xịt ở đây cho các bạn nhìn nhá. Đây, ổn. Và một điều nữa đó là chai nước hoa này nó có dung tích là 125ml. Trời ơi, nhiều không? Nhiều đúng không? Và mình sẽ tiết lộ các bạn giá đâu đó khoảng tầm trên 1 triệu một xíu. Bất ngờ, quá bất ngờ, những sản phẩm của Elgan Soul cảm giác sinh ra để dành cho thị trường Việt Nam. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đến với phần mùi hương. Mùi của nó như thế nào? Nó có được đẹp, nó có được tốt như là cái phần thiết kế cũng như là về câu chuyện của mùi hương Like Father and Like Son hay không? Thì lúc ấy mình vừa mới xịt ra ở đây thì các bạn sẽ cảm nhận ba cái trạng thái. Đầu tiên, khi các bạn ngửi ở vòi thì nó sẽ lên một cái mùi hơi ngọt ngọt, hơi kiểu trái cây ngọt. Nhưng mà nếu mà để mà ngửi kỹ ở phần đầu vòi và cái phần top note khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn chỉ cần nghĩ đến đó là một cốc nước xấu gừng. Đó, hôm trước thì mình có đi nói chuyện với cu em edit của mình thì mình có nói rằng là anh ngửi cái phần top note nó rất là giống với những cái ly nước xấu đá xong rồi có một hai miếng gừng. Thì cu em của mình bảo là em có bao giờ thấy gia đình nhà em ngâm nước xấu với gừng đâu, chỉ có mỗi đường không? Mình bảo không, nếu như mà em để ý kỹ có một vài nơi người ta ngâm với cả gừng, nhưng người ta thái lát nhỏ ra. Thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra thì ngoài một cái bay mùi ngọt thì các bạn nhận thấy một cái mùi gừng hơi cay, the the tê tê nhẹ. Và cái gừng ở đây nó như kiểu là mùi nước gừng được ép ra vậy.
Đó, và cái mùi hương này nó vô cùng là dễ chịu và sảng khoái. Mình vào, uầy, đúng ghê, mùi kiểu nước xấu gừng, quá tuyệt vời luôn. Và sau đó khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi thì cái vai gừng nó cũng sẽ lặn dần phía sau, và các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi kiểu hơi bạc hà, the the. Thì các bạc hà với gừng nó cũng sẽ điểm xuyến ở cái phần top note rồi, nhưng mà các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi hoa trắng xuất hiện. Hoa trắng ở đây thì không phải theo cái thiên hướng xanh và hoi hoi, mà nó ở đây theo một cái thiên hướng hơi kem, creamy. Và lúc này thì nó làm mình nghĩ tới một ly bột sắn. Một ly bột sắn cũng có tí gừng ở trong. Và nếu như các bạn nào mà có thói quen đó chính là các bạn hay uống bột sắn ấy, nhờ khi các bạn để cốc nước bột sắn lâu thì nó bột sắn nó sẽ nặng hơn và nó chìm ở phía dưới. Thì lúc này khi mà các bạn không khuấy lên, các bạn uống thì các bạn uống phần ở trên, thì thỉnh thoảng các bạn nhận thấy cái nét hơi chua ở chanh này, cái nét ngậy ngậy béo béo từ bột sắn và một chút vai the mát của gừng. Và mùa hè này thì uống bột sắn thì nó còn gì tuyệt vời hơn, đúng không? Mùi hương này nó như vậy. Và để mà nói thì đây không phải là một trong những cái mùi hương nó quá là mới mẻ. Riêng ở phần top note nhá, các bạn mới xịt ra thôi, các bạn thấy rằng bay này nó khá là quen. Và nếu như những ai đã từng sử dụng qua những cái chai nước hoa đến từ Ý, đến từ Tây Ban Nha, thì các bạn sẽ thấy rằng cái phần mở đầu này nó rất là sáng, tươi và nhiều sức sống. Như những cái chai nước hoa của Ý, thí dụ như kiểu nhà Sezop chẳng hạn, và Mephisto, Neo, Risen, đó đều là những cái chai nước hoa có phần top note cực kỳ là tươi mới và cảm giác như một cái hình ảnh, một cái vườn kiểu trái cây nó ở hiện ra trước mặt vậy. Thì ở chai nước hoa này nó cũng như vậy, nghĩa là đấy là một cái vai khá là cổ điển của cái việc làm nước hoa theo cái hơi hướng kiểu những cái nhà Ý và Tây Ban Nha. Nhưng mà ở phía sau thì khi mà phát triển về phần hoa cũng như cái nét ngậy béo hơn, và ở phần cuối nó có một cái tí bay gỗ, nhưng bay gỗ thực sự là mình cũng không nhận thấy quá là rõ rệt ở trên da mình. Đơn giản là lúc ấy, lúc sau nó chỉ làm cái bay gỗ ấy, nó làm cho mùi hương có xu hướng ấm hơn lên hơn thôi. Đó, thì với mình thì ở phía sau thì nó vẫn kéo cho cái mùi hương nó không bị quá già đi. Tại vì theo như Elanso nói, đây là một cái mùi hương mà kể cả ngay từ những đứa trẻ học cấp 2, và kể cả khi đã lớn hơn đó là học cấp 3 và đi học đại học rồi, đến cho cái lứa tuổi đó là một người bố dùng đơn giản hàng ngày, thì các bạn vẫn có thể mặc được mùi hương này. Nó không bị quá là trẻ và nó cũng không bị quá là già. Mùi hương nó sẽ làm cho bạn có cảm giác vô cùng dễ chịu, như kiểu các bạn đang ở cạnh những người thân, những người mà các bạn không bao giờ phải suy nghĩ rằng là người ta có làm ảnh hưởng gì đến mình, hay là kiểu mình có được vụ lợi gì không. Chỉ đơn giản rằng là đó là những người thân của ta thôi. Thì cái mùi hương của Life Father and Life Son này nó như vậy. Và thật sự là tôi vô cùng thích mùi hương này. Chai này lúc mà tôi cầm về nó nhiều hơn rất nhiều, và tôi đã xịt vơi đi. Và có một cái nữa, đó là mình mang mùi hương này cho test rất nhiều bạn. Thì từ bạn Ngọc hôm trước được lên kênh của mình, cho đến cô em Edith, cho đến cả cô em Trung Đức ở trong video Zoologist, thì cũng đều rất thích mùi hương này. Cảm giác là mùi hương này kiểu nó vô cùng dễ yêu ấy, và bạn không thể nào có gì để chê về phần mùi được. Đó, đó là phần mùi của Life Father and Life Son nhá. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đến về phần hiệu năng. Và với một tông mùi tươi mát như vậy thì hiệu năng nó có tốt hay không? Thì rất trộm vía, mùi hương này ở trên da mình nó tỏa tốt trong vòng 1 tiếng đầu. Ở khoảng sau thì nó khoảng tầm loanh quanh đâu đó khoảng tầm nửa cánh tay. Và nó lưu trì, duy trì cái mùi hương này ở trên da mình kiên trì bền bỉ được khoảng tầm 6 giờ đồng hồ. 6 giờ đồng hồ, tất nhiên là nó cũng sẽ nhẹ dần theo thời gian, nhưng 6 tiếng là một trong những con số được đáp ứng mùa hè cực kỳ tốt. Đặc biệt là đây là một cái mùi mà sử dụng không giới hạn về độ tuổi. Đó, các bạn có thể 18, 15 tuổi cho đến cả 40 tuổi, các bạn tặng chai nước hoa này cho bố, cho chú, cho bác, cô gì nó cũng đều rất tuyệt vời. Và nhìn cái tên thôi, cảm giác nó cũng rất là ý nghĩa nữa ấy. Đó, vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách và dùng vào thời điểm như thế nào? Thì mình chỉ cần nói một câu: mọi lúc, mọi nơi, mọi dịp, mọi phong cách, bạn cần một mùi hương hòa đồng, một mùi hương thân thiện. Nó không phải là một cái mùi thu hút như là những cái vai mùi ngọt hay là mùi gia vị để nổi bật đám đông. Tại vì độ bám quả của nó thì mình đã nói ở trên rồi. Đó, một cái tông mùi cực kỳ thân thiện. Và mỗi khi các bạn mặc mùi này lên người, người khác ngửi thấy
thì người ta cũng không thể nào có gì chê về phần mùi của bạn. Mặc dù kể cả đứa ấy nó có ghét bạn đến mấy, tìm ra một cái điểm để chê, thì kể cả là khi các bạn mặc Life Father, Life Sun, nó cũng không phải là điểm mà nó có thể chê được ở bạn đó. Và đây cũng là một cái mùi mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể tặng bố này, bố các bạn cũng sẽ rất là dễ chịu khi mà ngửi được cái mùi hương này. Đặc biệt là giá thành nó cũng rất là rẻ, để chúng ta những người mà trẻ chưa có điều kiện tài chính nhưng mà vẫn muốn một món quà nhân dịp ngày của cha, hay là một cái dịp sinh nhật nào đó, một dịp đặc biệt cuối năm, để các bạn có thể mua tặng. Và mùi hương này thì mình nghĩ là chắc là bậc phụ huynh cũng sẽ rất là thích, tại vì mẹ mình cũng rất thích mùi hương này. Và nếu như bạn đã sử dụng qua em nó thì các bạn có thể feedback ở phía dưới cho mọi người cùng biết thêm nhá. Tại vì em này thì mình đã giới thiệu trên TikTok khá là lâu rồi, nên là mình nghĩ rằng là cũng có khá nhiều người đã mua mùi hương này. Chỉ có một cái là đợt này thì Life Father and Life Sun của Evanso đang hơi khó về, vì nó liên quan đến cái vấn đề vận chuyển kiểu kẹt biên vùng mất thú. Thì tôi có nghe bên Bờ Lăng và một vài bên khác nhập những cái nguồn từ Tây Ban Nha ấy, các thứ nó đang khá là khó khăn, nên là có thể là nó sẽ không còn ở khi mà thời điểm này video lên sóng. Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình vẫn rất thích làm, và nếu như mà mình có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ thu xếp làm quay phỏng vấn em này cùng với con YSL YDP, một con trong những con rất hot, và Light Blue của Nam đó. Thì các bạn muốn phỏng vấn cái gì thì các bạn nghĩ rằng mùi hương nào xứng đáng cạnh tranh với em này thì hãy bình luận phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.